nè khá là mình đăng mình vô bây giờ cũng lấy khăn nông để tôi nó đây lý cái cô bụng đáy ai nó bắt đòi xa bông bồn ai bông bồn và cá ai bông bồn cho đông mùi rồi cô nè ngày sạch nhiết rồi còn nẹ chụp tháng cứ ai bắt cục bề miền rừng muối đây là cù khơi nè ngày rừng cái đây cái muối nơi khai phù sạt nâng này lụt cho bài khán còn khơi chẳng bán tha sọc mái nó thử bài chạy khóc nâng trời cho bà công kết ứng vầy nè khá còn là cái lấy chạy nâng này khơi gầm nâng này lục rù mưa video nâng hói lục rù mưa là cho bài khái tập bốn còn đồng yên từ lưu mà được chạy cư mà đài tỏ mà tiếp bạn còn có ai đăng thay là hê mà đài nhưng mà thông ra nâng này còn có thể nghĩa mà hồ kháng câu mình hay bởi vì chỉ chuẩn với quan tro mà đái nó chu nè à thị tráo nữa thị tách đầm bên phần nhà mưa lúc ai đằng nè ngài thả hàng câu nó vừa dạng mày mà đái nó nhai cho nhai nè ngài nhai nó tì ấy tì lúc đầy dương với cha na mưa sạch riêng nè còn nó cứ mưa sạch ở toàn thằng mấy cái mưa bị đau vì đau đã chọc sần chập đang xoang cất cứ mưa lúc hao chập đam prao tay nhang nhân tiên mưa thu mà nâng ở toàn bàn tự mưa ông hai trẻ sấy nữa phù thấy chốc thực sẹo chiếu bàn đang ngừng bất tiết nâng này trắng sạch hướng nó bị chè mà đai nó tự bắt đăng cho bài khai nơi sala khai nhai tia lụ đầy mà đai nó câu nó pro tầm mùi đi câu pro nó vừa miên phổn bà phun nâng đam bay đam bay hai mà đai không bay hôm mà đai không bay đào hôm tì mà đai không bay nâng hai cô nâng ở đây nâng tiệt thông nâng cứ ao từ cồn bọc nâng nơi dùng mùi bà phun nâng quát từ thưa cồn tiệt mùi tiết nâng mục nâng chẳng đây nó biển thử đai nè nâng hay là đây là lang thái hay quát mà đang từ thằng nào thằng nào mắt quát chết tại khăng chết tại sập cồn luôn anh tầng cồn bạc cao tầng cồn bạc xa hay cồn tầm mùi tiết hay quật đào từ hậu bài những tài tia bon sấy quật chẳng dương bị cha nà mơ nên dương ở toàn từ vật đất ong hai đấy từ từ cho từ sao chịu to đấy bạn đang ong hai mưa mà chắc mà nước chỉ cháo đỏ miền tây nhà với nhá chặt thử con không mà đai thử mà đai thử con không tam bạn đai nó nhai hai phần đây cái lấy cái lạp đó tập đi con phần đây bị nâng hai bị dây slot hai bia mưa từ tận mục phân phía nó mà nâng nâng bị slow hai bia không biết là bao đi mà nữ còn là mưa chắc đăng ô câu đi mà nữ bia mình cao ca chứ này chân càng yên đi nè nè ngày thấy mưa on hạt nhưng còn là phải cha na pi chồng ngái đi thò mà đá bon sấy bò dây nắng bà dây nó ngày dụ phải học sập ai bàn ấy học chiêng ấy dân bon sấy có nó ngày dụ châu học chiêng chất bài đấy nó nè ngày chân thò mà đá mà được cha lấy miên cầm đất trong miên trong ba này nè ngày cực thần tích chết anh slap ấy dân dân còn là mưa mà phát bon sấy bà quất mình chỉ đam hẹn nó cá chạy rục đi tại dân tới tay cho từng cây đại to nè người ta câu bon sấy con nữa thì thấy gì không có gì nữa vừa miên bảo man nè à na khla nơi bị cái on hai đường nưng à nó chun lẹ múc á thời từ về kia chăng bảo tam phơi ngất phơi dân thời bị cha na thăng thay sa mai đi nè sa mai nưng cha cột ai chăng bao nè người à tam chọn sát na nó lục chè tê đó ngọc tọa mình dội tam ngọc mình dội tọa tam đi nó mình lục đây lục ấy mau dội lui mau co sang năng này à nó mình rương mui đây nó ta cào lục đây o dọc lui ta co sang năng này đo tập pi quạt bẹ toàn slap bẹ o lui tử năng này mà hai con và cô và ca hai con năng từ trầm ôn phiền năng này hay o à kề con thì đã đây từ lục ban thái lục tăng gì cho nó ăn thao nè ngài,
nâng à hồi câu nó khăn rộng xí cho bẹ thần kia đấy còn tay mà đai lụt đấy ban lui hoặc mới nó đòi câu đấy dùng lui thì thưa bọn họ linh hai chồng khởi ở câu trăm tiết nâng này của châu bọn họ lui hết toàn slap á nâng này chứ mình từ sông lui bị lụt một bình ba này nó vừa bởi kia đồ bạc ở hai nâng chẳng bàn tha nâng này à rừng dù thua bất mình dù đi nâng này bà phút chìm chá bà đám ấy thầm mình sầm khăn hướng từ vật thượng bọn thượng ấy đứng tế rồi sầm khăn này kì sầm khăn ập rung sầm át chất khăn ông phá vi phát sản ai nó khăn ông ta dù thua đòi bằng nhà nó mình dù đi nâng này kết tập bì rương nâng này kết tập bì rương từ thượng bọn chuộc bà thân à nó thơ bình nâng này hai dọc nâng này anh này khai ta dọc lũy dọc ta đồ dọc bọn nó mình ta tạm chọn năng đi cũng chả lắm đó mà dễ hướng dây nó phô sát này mình đang này trong gương thử mưa mà chạch dây đại chị bông xây gót nó và con thầy chả hay nâng là chất sạp ấy mà mình chọn bàn miền đấy đi tay dương thử mưa à không mùi nhé đại chị câu bông xây gót miền à na chứ nè nơi bị khói hướng đang tí mùi phải khứ còn kết này sao thật chắc kết thử mình kết khóc mình thì chả lời kết khóc cho nào là người ti mũi cha ông mình cầm đứt business thế thì ông mình cầm đứt chụp nuôi như thế chẳng cứ miên tai khoát tầm nào câu miên tai bằng ạ câu miên tai dọc lui bị câu là phẳng hậu xí nè nè khla phẳng thứ ca phẳng hậu xí vô lui đòi mà đài vô lui đòi mà đài vô tập hợp khâu cô đái là liền tai bờ bờ mà đái nưng là người che kết vô lui nó tình đây tình trộm tụi câu là nó ai bàn đừng nè khla từ thứ ca nơi cà rê thứ ca nơi chụp con thứ ca nơi thay nơi mà lê nó nhà lui mau té bà sân chỉ mà đài nưng nâng ngày dọc lui từ châu bon ó qua lại miền bán cao trộm tì nâng ngày ai có thử bon chuột cao và thana nó cũng nâng thana đây nó mùi mùi tiết nâng ngày còn dọc lui từ liên là bay à nó ngày liên à nẹt phẳng phẳng liên đạt nâng ngày mùi tiết nâng ngày với miền à nẹt từ phần luôn từ xây lui xây ấy nó ở song ở đây nó à nẹt thứ ca nó còn liên này đấy vừa dọc lui vừa mau này này dọc lui từ chạ cháo nâng ngày nâng ngày rồi có quạt dọc lui máu nâng ngày ao cái bao nâng ngày chẳng anh ấy phẳng nó phẳng ngọt nâng ngày miền đây thá nâng ngày biết xây từ cách biết liêng nâng khăm ái nè à khi đi từ ca kéo cái tên nó là liêng nâng ngày việc hạt việc cao hơn tài dụng việc hạt từ sau có phía việc việc ở cẩm lang ở phứa nâng ngày anh nó mình không bị phẳng thấu thấy bán thấy máu cầm tay nên việc chưa luôn việc liêng nữa nè nâng ngày cua chắc chắn mình cầm đất bị xịt tít tít quạt còn là cứ tập quạt chết slap quạt chết slap anh cứ khoa lấy tí nâng ngày à nâng mà chậm nuôn tâu ít nhá nâng ngày mình dây tặng ọt thế nhá nâng ngày chẳng bàn tha sầm rắp nè chậm nuôn trong thống bà sân chỉ chưa tam sầm đây chá rồi coi sầm tam mà cũng mà đai khót khen đầm ná bù chắc chá nâng ngày khlạch lệch khlạch cao chèn chó nâng ngày xoay lệch xoay cao ọt miên bàn thơ càng như thông thông mùa độc xì thông thông bàn thế chẳng việc thua bắt ạ ca nâng ngày việc thua ca bắt ạ ca ca chèn chương độc xì dây về rương dây nâng câu nâng bù sạt đi dương tới tập đất ông hai tha nè na chỉ nè nè bảo phơi phư nè ngày dương thử bay chạy na cứ không na cứ từ nè na chỉ nè phải em chạm rụng nè na chỉ nè phải che ở dây nâng lụa đầy nè ngày độc đam mày lụa đầy hay bảo phơi ở ngất cái thơm phư trong ao nè ngày trong ao dây nâng sọp câu và xa nó sọp câu và cào luôn ái nữa câu miên tầm bôi điên nè ngày trong cái thơm phư thôi nâng ngày sâu hụt cầm muôn cái đạm bay non cái vô đạm lôi bay chỉ bay vô buôn nâng cái cầm bật tê nâng ngày tam cầm buôn chạm cầm buôn cầm ai cầm buôn đầu nâng cứ cái bay chăng ánh nâng ngày chẳng mà nước khơi một khnhi ở bàn nước khơi sọp khơi khăng khơi như dây mình trâu mình trâu khnhi tê cứ nâng ngày rốc là rương luôn thật khnhi nâng ngày lụa bầm phai trộp nâng ngày bên đó là lê hân hào hay ta lụa bàn trộp tới chắc chắc nâng ngày ta lụa tới nơi chầm mui bông sấy con tới nơi chầm mui à không mui nó còn đá phải mà tao bông ấy nâng ấy đã bàn lui đo đầy ấy nâng ấy bao cái chan bao cái chân nắng gì anh được cái nơi vọt ấy mình toàn ngọc không tới nơi vọt bạt ấy nâng ấy à rừng nắng miên trời ấy nữa nâng ấy mình rừng liền đi sông bay tay nâng ấy sông bay tay côn bạc cao đôi nữa côn bạc xa cả đôi nâng ấy về kia là phụng đại ok hơi nắng nâng ấy miên tê giờ phụng đại tới nơi vọt bạt nâng ấy à rừng liền đấy nữa nâng ấy chắc chắc chặt chẽ tao bao chan bao chân nắng ấy vô ấy nâng ngày kia không mấy cái ai khọ mong bài bán bởi chắc chắc khọ mong bài nhỏ sánh nâng ngày kia hậu bài muốn đặt kì xong đây tôi xong đây thông cái bọc phía chan cho nâng ấy bài này nâng dây mà chùm nuôn tôi nó ọt dây chùm nuôn cho ra ơn thế ná nâng ngày nâng công của lục rung dây ọt miên tròn bị mình ai slap clear thế ná nâng ngày công chọc ná nâng ngày
ឲ្យ ស្ដាប់ រក ចំណុច វិជ្ជមាន ជា ប្រយោជន៍ ក្នុង ការ គិច ហ្នឹង ហើយ ដើម្បី ជា ប្រយោជន៍ ណា ហ្នឹង ហើយ ដើម្បី គិច ពី រឿង ផល អវិជ្ជមាន ណា ហ្នឹង ហើយ កុំ ស្ដាប់ ខួរ ក្បាល ហ្នឹង ទាញ ពី រក តែ ហ្នឹង ហើយ សញ្ញា អវិជ្ជមាន ណា ហ្នឹង ហើយ អត់ បាន យក ចំណេះ ដឹង លោក គ្រូ ទៅ ធ្វើ ជា ប្រយោជន៍ ទេ ហ្នឹង ប្រយោជន៍ ឲ្យ ហ្នឹង ហើយ កុំ គិត អវិជ្ជមាន ណា ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង បើ ចង់ ប៉និត រឿង អង្គ ហេតុ ហ្នឹង ត្រូវ ចុះ ទៅ ដល់ ផ្ទាល់ ហើយ ចុះ ទៅ ស្រាវ ជ្រាវ ហើយ ចុះ ទៅ ស្រាវ ជ្រាវ ហ្នឹង តោះ ទៅ ច្បាស់ ទៀត ទី 1 មនុស្ស ត្រូវ តែ រៀន ហ្នឹង ហើយ ក្បួន សាឡោក ហ្នឹង ហើយ មនុស្ស គាត់ ណា ឃើញ តម្រង មុខ ឃើញ ចាំ ឃើញ ភ្នែក ឃើញ ហ្នឹង ហើយ ឃើញ សាឡោក មនុស្ស គឺ មើល ល្អិត មក ហ្នឹង ហើយ ឃើញ តែ តាម រូប ថត ហ្នឹង ក៏ មើល មនុស្ស ល្អិត ចង្រំ ចុះ ទៅ ដល់ ផ្ទាល់ ទៀត គឺ ដឹង ភិន ភាក មនុស្ស ច្បាស់ ហ្នឹង ហើយ ហេតុ ទី 1 ណា ហេតុ ទី 2 ហ្នឹង ហើយ អ្នក ណា ក៏ និយាយ អះ អាង ថា ខ្លួន ឯង ល្អ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ បើ ហាត់ រៀន សាឡោក ច្បាស់ ហើយ នឹង មាន ញៀន ច្បាស់ គឺ មើល ដឹង ហ្នឹង ហើយ ថា អូ បើ ផ្លូវ ភ្លឺ អ្នក ណា ល្បិច អ្នក ណា អាក្រក់ អ្នក ណា ល្អ គឺ មើល ដឹង ណា ហ្នឹង ហើយ ផ្លូវ អងឹត ហ្នឹង ហើយ ត្រូវ អំពើ គេ អំពើ ដោយ វិធី អី ដឹង ទៀត ហ្នឹង ហើយ បាច់ ប្រាប់ ឯង ដឹង ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង ការ ប៉និត អង្គ ហេតុ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ការ ប៉និត បែប ហ្នឹង បាន រក ឬ គល់ ឃើញ ហ្នឹង ហើយ ថា ហ្នឹង ហើយ ដើម ហេតុ វា មក ពី ណា បើ រក ដើម ហេតុ មក ឃើញ ទេ ចេះ តែ កាត់ ក្តី តែ ប្រេះ តែ ប្រដាស់ គឺ វា ខុស ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង វា មាន ន័យ ថា វា លំអៀង ឬ ក៏ ហ្នឹង ហើយ អ្នក ដែល ឆ្លូត ត្រង់ នោះ គ្នា រង គ្រោះ នឹង ភាក អយុត្តិធម៌ នឹង ឲ្យ យល់ ណា ហ្នឹង ហើយ